Xin chào tất cả các bác. Các bác đang xem video trên kênh cửa hàng Kiên Đồ Cũ. Kiên Đồ Cũ chuyên cung cấp các loại mặt hàng đồng hồ cổ đến từ các nước Nga, Nhật, Thụy Sĩ ạ. Và mẫu đầu tiên trong bộ sưu tập ngày hôm nay em giới thiệu đến các bác đấy là một chiếc đồng hồ của thương hiệu Bulleur. Rồi, chiếc đồng hồ này thì với mặt kính nó là mặt kính màu trắng ngà này. Các ô cột số được thiết kế theo kiểu hình cột rất là đẹp luôn các bác nhé. Kim mạ vàng này. Các cột số đều là đường mạ vàng nhé. Đây là viền ạ. Viền của chiếc đồng hồ này đã có một vài cái vết xước rồi. Đó. Mặt kính của chiếc này thì còn rất là sáng bóng nhé. Đường chân kính của chiếc này là 17 Z-Wave. Em đo size các bác xem ạ. Size 33 không kính núm. Núm của đang trong tình trạng hoạt động rất là tốt các bác nhé. Đó. Mặt đáy inox Bulleur 1258 ạ. Một chiếc đồng hồ rất là cổ rồi. Chiếc này thì chạy động cơ automatic. Rồi đeo lên tay cho các bác xem thử nhá. Đó. Rất là đẹp luôn ạ. Hiện tại thì chiếc này đã được lau dầu và chạy ổn định nhá. Và mã của em đấy là mã A1 ạ, giá 1.800.000. Các bác chốt đơn cho em nhé. Mã A1 giá 1.800.000. Rồi, chiếc tiếp theo một em đồng hồ của hãng Caravelle. Caravelle mặt đen rất là đẹp luôn các bác. Kim dây màu đỏ nổi bật trên cái nền đen luôn các bác này. Các ô cột số hình tia kết hợp với lại các ô cột số ở góc 3 giờ, 6 giờ, 9 giờ, 12 giờ trông rất là đẹp luôn ạ. Các viền được thiết kế là các ô chấm mạ vàng. Viền của chiếc này đó là viền bọc thép các bác nhé. Đây ạ. Viền bọc thép này. Bốn chân càng tạo thành một cái hình đường cong. Đường cong như thế này thì nó sẽ rất là ôm vào tay đây này. Mặt đáy có in hình tên thương hiệu là Caravelle. Rồi chiếc này chạy động cơ đó là chiếc này chạy động cơ automatic nha các bác. Lắc nhẹ một cái là kim dây đã chạy rồi ạ. Size của chiếc đồng hồ này nó là size 33, không tính núm. Đây là núm của em đấy ạ. Núm ạ, núm còn đang trong tình trạng hoạt động rất là tốt các bác nhá. Đó. Rồi các bác chốt đơn cho em nhé, Caravelle mã A24, giá 1 triệu. Caravelle mã A24 giá 1 triệu nha các bác. Caravelle đen tuyền rất là đẹp luôn các bác nhỉ. Tiếp theo đây là một chiếc đồng hồ đến thuộc thương hiệu LG Thụy Sĩ. Mặt đồng hồ sáng bóng này. Các ô cột số và kim mạ vàng. Đường chân kính của chiếc này là 17 Z-Wave nha các bác. Có một ô cửa lịch nằm ở góc 3 giờ. Núm còn đang trong tình trạng hoạt động rất là tốt này. Đó, chạy động cơ lên dây các bác nhé. Viền của chiếc đồng hồ này đã là viền mạ vàng. Viền mạ vàng. Mặt đáy là mặt đáy inox các bác nhé. Mặt đáy thì đã có một vài cái vết xước rồi. Tuy nhiên thì nó cũng không quan trọng cho lắm vì nó ở đằng mặt dưới ạ. Size của chiếc này đó là size 33.
Size 33 không tính lún các bác. Đeo lên tay trông rất là sang ạ. Bốn chân càng nó nằm ở góc ngang ngang này, trông nó rất là gọn gàng. Tôi các bác chốt đơn cho em nhé. Eo jean Thụy Sĩ mã A9 giá 2.100.000. A9 giá 2.100.000 nhé các bác. Thứ ba là một chiếc đồng hồ đến từ hãng Benrus. Benrus 3 sao. Thương hiệu Benrus có hình 3 ngôi sao các bác này. Các ô có số học trò rất là đẹp luôn ạ. Kim hình lá lúa. Size mặt size của chiếc này đó là size 32. Size 32 các bác nhé. Viền của chiếc Benrus này là viền mạ vàng. Còn rất là sáng bóng này. Núm mạ vàng còn đang trong tình trạng hoạt động tốt. Đó. Đây là mặt đáy của em đấy đấy ạ. Có hình tên hãng này, Benrus. Bốn chân càng nó lại thành một góc chéo như này, tạo cảm giác nó rất là thon gọn này. Đó, trông nó rất là mềm mại luôn các bác nhé. Đây ạ, bác nào có cổ tay vừa và nhỏ thì đeo cái em này thì rất là đẹp luôn này. Chiếc này chạy động cơ automatic nha các bác. Rồi các bác chốt đơn cho em nhé. Benrus mạ vàng, mã A25 giá 2.500.000. Mã A25 giá 2.500.000 nha các bác. Rất là đẹp luôn các bác nhé. Và cuối cùng là một em đến từ thương hiệu Omega. Omega vuông cạnh bầu rất là đẹp ạ. Mặt của em này thì nó là màu trắng bạc này. Thương hiệu Omega rất là nổi bật luôn. Các ô cột số được thiết kế theo kiểu hình kim này. Có một ô cửa lịch nằm ở góc phía 3 giờ. Rồi, viền của chiếc này đó là viền vuông cạnh bầu. Một đặc điểm rất là nổi bật ạ. Viền bọc thép không gỉ nha các bác. Mặt đáy cũng là bọc thép. Đốm jean có hình logo hãng các bác này. Đó, có hình logo hãng luôn nhé. Và đốm còn đang trong tình trạng hoạt động rất là tốt này. Mặt sáng bóng. Viền cũng rất là sáng bóng này. Một chiếc Omega vuông cạnh bầu. Cực chất luôn cho các bác nhá. Chiếc này thì chạy động cơ đó là động cơ automatic. Size của chiếc này là size 33. Size 33 không tính núm nha các bác. Đeo lên tay cho các bác xem thử ạ. Trông rất là nam tính ạ. Cái mặt vuông cạnh bầu này tạo cảm giác rất là mạnh mẽ này. Cái size này thì rất là dễ đeo cho các bác. Tay nhỏ, tay to rồi tay vừa đều đeo được hết các bác nhé. Đeo lên tay trông rất là chất luôn. Đó. Rồi các bác chốt đơn cho em nhé. Omega vuông cạnh bầu, chạy động cơ automatic. Hiện tại là đã được lau dầu và chạy ổn định nha các bác. Giá của nó là 6.800.000 đồng. Mã HP19 ạ.
mã HP 19 giá 6.800.000 đồng. Các bác chốt đơn qua số điện thoại Zalo trên màn hình giúp em nhé. Các bác mua hàng bên em thì sẽ được bao test thử trong vòng 1 tháng. Rồi, video hôm nay của em đến đây là kết thúc ạ. Các bác nhớ ấn like và đăng ký kênh. Đừng quên kích vào biểu tượng quả chuông ở góc bên phải màn hình để nhận được thông báo mỗi khi bên em có video mới ra nhé. Xin chào tạm biệt tất cả các bác.